Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tuk Online, và hôm nay cậu Vàng sẽ có một video trải nghiệm con game mobile vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Đại Tỷ Ba Quy của nhà phát hành E-game. Con game này thì đã chính thức ra mắt trên một số nền tảng như là Android, cũng như là các bạn có thể chơi con game này trên trình duyệt ở trên PC và iOS. Thì hiện tại game chưa có phiên bản dành cho riêng cho iOS nha, nhưng mà anh em cũng có thể chơi trên trình duyệt Safari của điện thoại của bạn được. Nói chung là vì đây là một con game H5, tức là một con game có thể chơi trên nền web này, anh em hoàn toàn có thể rất là nhiều sự lựa chọn chơi trên đa nền tảng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thử xem con Đại Tỷ Ba Quy này có gì thú vị hay không nhá. Thấy bảo là game đợt mới ra thấy cũng lag lắm, mình không biết rõ như thế nào. Bây giờ chúng ta cứ vào game chơi đã. Rồi chúng ta sẽ vào game này. Tại mình cũng không hiểu tại sao không có tiếng luôn. Chắc là không quan tâm lắm, bởi vì mình thật ra mình vẫn có tiếng ở đây, tiếng lên rồi. Ok. Đó, cái điểm đặc biệt của con game Đại Tỷ Ba Quy này đó là việc là các cái nhân vật trong game ấy, các cái võ tướng trong game đều là nữ hết. Tức là những cái võ tướng, con game này là game, đúng như tên gọi của game là Đại Tỷ Ba Quy, tức là game về đề tài Tam Quốc, nhưng mà các cái nhân vật trong game biến thành nữ hết, từ những võ tướng rất là nổi tiếng như kiểu là Quan Vũ rồi Triệu Vân các thứ này nọ là biến hết thành nữ. Rồi chúng ta có tính năng chiêu mộ này, đây game kiểu dạng game nhập vai rảnh tay thẻ tướng. Thế là cũng chúng ta sẽ tập trung nhiều vào phần gọi là chiêu mộ tướng, xây dựng đội hình. Đấy, còn cơ chế chiến đấu thì hoàn toàn tự động. Đây mình có thể cho tướng ra trận này. Chúng ta sẽ có các quốc gia như là Ngụy, Thục, Ngô, Quần. Đấy, cái này thì game thẻ tướng nào cũng có rồi. Đây mình sẽ cho võ tướng ra trận này. Game nó sẽ hơi lag một xíu nhá. Đấy. Đặc biệt là thời điểm mà đông thì mình thấy là game hơi khó vào. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục khiêu chiến nhá. Mình có cái điểm mình không thích ở cái con Đại Tỷ Ba Quy này là cái phần hướng dẫn nó làm kỹ quá. Các bạn để ý có cái mũi tên chỉ dẫn không? Nó cứ bắt mình làm theo ấy. Thật ra anh em không thể làm, không cần làm theo cũng được, nhưng mà đây, các bạn thấy không? Nó cứ chỉ mình phải làm theo này. Nó hướng dẫn kỹ quá, kể cả khi mình đã chơi lên level cao ấy, nó vẫn hướng dẫn. Kiểu sợ anh em không biết ấy. Đây chúng ta để nâng cấp tướng này. Đó, nói chung là cách chơi cái này đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chủ yếu là chiêu mộ tướng này, xây dựng đội hình, nâng cấp tướng và chiến đấu vượt ải. Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng game rất là nhiều tính năng nha. Game rất là nhiều tính năng để các bạn mạnh hóa nhân vật cũng như là các hoạt động hàng ngày để bạn trải nghiệm. Đây này, sẽ có cả đống các cái tính năng nhiệm vụ này, mình sẽ để cho anh em xem nhá. Ví dụ chúng ta có phần chiến dịch này, chiêu mộ này, trang bị, bạn bè, tu thân, cá nhân, nhiều lắm. Đây, mình kéo ra phải mấy chục cái cơ. Rất là nhiều luôn, mình sơ sơ chắc phải gần 30 cái tính năng hoạt động. Đó, để sao để kích hoạt các cái tính năng này, thay vì lên level anh em sẽ cần phải làm nhiệm vụ. Đây, có cái phần nhiệm vụ ngay giữa màn hình này, các bạn làm nhiệm vụ là được. Rồi, chúng ta sẽ trang bị cho võ tướng nhá. Rồi, chúng ta có tính năng cường hóa trang bị này, cũng là để mạnh hóa lực chiến cho nhân vật. Đấy, chúng ta cũng có VIP và các bạn vào game sẽ được tặng VIP 2 ngày. Đấy, khi các bạn chơi con game Đại Tỷ Ba Quy này sẽ anh em sẽ được VIP 2 luôn nhá. Khiêu chiến này. Nói chung là mình thấy là đúng như anh em phản ánh ấy, con game này buổi nói chung là hơi lag buổi sáng. Hiện tại là mình đang chơi buổi đêm thì mọi thứ nó rất là ổn áp luôn. Nói chung là do đông người chơi quá nên là có thể server nó không ổn định lắm. Hy vọng là nhà phát hành e-game sẽ sớm khắc phục cái tình trạng xoay đều, anh em hay gọi là bị xoay đều đó. Đây chúng ta có Trương Phi này, anh em thấy không? Trương Phi là thành nữ luôn, tất cả các nhân vật thành nữ luôn, và nó thiết kế nhân vật theo kiểu chibi ý. Game 2D giải trí nhẹ nhàng thôi, kiểu dạng nhập vai thẻ tướng rảnh tay này quá quen thuộc anh em rồi. Ở đây thì level 30 thì có thể kích hoạt x2 tốc độ này, sau này có tính năng bỏ qua. Bỏ qua thì các bạn phải nạp lần đầu, hoặc là nhân vật đạt cấp 80 nhá thì bỏ qua luôn, thì anh em sẽ tiết kiệm thời gian. Nạp đầu sẽ được tặng Trương Phi luôn này anh em này. Thôi mình sẽ bỏ qua đi. Mình theo chủ nghĩa là cày chay. Nhận thưởng võ tướng. Mình được tướng mới Lưu Thiện. Hệ thống võ tướng trong game thì nó cũng chia ra các cái phẩm cấp, cao nhất là tướng đỏ nhá. Đỏ, cam. À thật ra thì thấy bảo là không phải tướng đỏ cao nhất là tướng kim. Tướng kim là tướng cao nhất.
Tướng Kim là tướng bông vàng ấy, nhưng mà tướng Kim đấy thì phải tham gia hoạt động mới có được, chứ không không chiêu mộ được, chiêu mộ thì chỉ là tướng đỏ thôi. Đấy, em bạn thấy là mình chơi nó cũng hơi bị lăm tí. Đây có phần duyên phận này, kích hoạt duyên phận. Đó, game hướng dẫn khá là kỹ luôn anh em nhá. Đấy, trang bị vũ khí. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm đánh ải thôi, đi làm nhiệm vụ. Các bạn phải làm nhiệm vụ thì mới mở khóa tính năng mới được nhá. À, mình chơi buổi đêm thì game khá là ok, không 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 có hiện tượng xoay vòng lắm. Nhưng mà công nhận là mình chơi ban ngày thì lát thật. Rồi, mình chỉ không thích nhất là cái phần hướng dẫn nó làm kỹ quá à. Đây, các bạn được nhận tặng 10 lần rút này. À, chơi các bạn chơi cái con game Đại tỷ Ba Quy này các bạn sẽ nhận được. Ô. Đây mình được tướng tướng cam này. Tức là chơi con Đại tỷ Ba Quy này các bạn sẽ được 3 lần rút miễn phí X10 nhá, tức là các bạn sẽ có 30 tổng cộng 30 lượt rút tướng. Chúng ta sẽ phải vượt ải để có thể nhận nhận võ tướng này, vượt ải 20 để nhận. Ok. Đó, các bạn cứ đánh ải lên thôi. Hiệu ứng kỹ năng tướng thì mình nhìn thì cũng khá là ok chứ, khá là kiểu dạng 2D thì mình cũng không đòi hỏi nhiều nhiều, nhiều lắm ấy. Đây, qua các cái gói quà VIP. À, các bạn này nạp nhé, thôi mình không nạp đâu. Rồi chúng ta tính năng cường hóa này, các bạn này cường hóa nhanh trang bị nhé. Hai cường hóa trang bị sẽ tăng lực chiến lên này. Rồi ở phần võ tướng thì các bạn sẽ có các tính năng như kiểu là tăng cấp này, tăng cấp võ tướng này, đó rồi trang bị võ tướng. Kích hoạt duyên phận. Đó. Rồi sau này chúng ta sẽ có phần tiến giới, tăng sao, thức tỉnh. Mà hiện tại thì chưa mở ra bởi vì level mình cũng khá là thấp. Rồi bây giờ mình mới ải số 8. À đến, mình phải chơi đến ải 20 thì mình mới nhận được cái võ tướng free lúc nãy. Tăng cấp này. Tướng này nó sẽ tăng cấp theo cấp của nhân vật chính nha anh em. Đó, các bạn thấy là hơi thỉnh thoảng hơi bị xoay vòng một tí. Rồi chúng ta sẽ đột phá. Đây là phần có tính năng gọi là tu thân. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ được đột phá được, nhận được thưởng. À đây, phần chiêu mộ đấy. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai phần chiêu mộ này. Chiêu mộ thân thiện thì các bạn sẽ tối đa chỉ nhận được tướng tím và tướng cam thôi. Còn nếu mà chiêu mộ danh tướng các bạn sẽ nhận được tướng cam và tướng đỏ. Ngoài ra thì các bạn sẽ có tướng kim, là tướng tướng kim trong game này cũng khá là ít và khá là hiếm. Đấy, các bạn sẽ quay được bằng cách là đi làm đây, ví dụ mà tướng kim này, các bạn sẽ nhận được đây là tướng đỏ, tướng kim đâu nhỉ? Hình như là phải quay tướng kim là phải quay hẳn ra cơ. Đây phần tiệm này, cửa tiệm này. Đâu nhỉ? Mình xem cái phần tướng kim đấy đâu. Ôi trời, anh sorry anh em, mình ấn nhầm. Bay ra ngoài. Đây có cái này. Đây chúng ta sẽ có danh sách tướng này. Đây danh sách tướng này. Đỏ hiện tại là tướng đỏ cao nhất này. Thật ra nó sẽ có tướng kim nữa cơ. Đỏ, cam, tím. Đó. Tối thiểu anh em khi mà quay tướng ấy sẽ được tướng tướng tím nhá. Còn nếu mà cao hơn thì các bạn sẽ nhận được tướng cam hoặc đỏ. Đây, ở đây chúng ta sẽ có xác suất này. Tướng đỏ 2%, tướng cam 15%, tướng tím 83%. Còn nếu mà các bạn chưa mộ thường thì tướng cam 5% và tướng tím là 9 đến 95%. Đó, còn một tướng kim nữa cơ, tướng kim và tướng vàng cơ, xịn sò nhất cơ. Ở đây hình như là chưa chưa mở thì phải. Đồ giám cấp 27. Đây, phải có phần đồ giám thì mình mới xem được cái phần tướng kim. Nói chung là các bạn chơi bình thường thì có một bộ tướng đỏ là ngon rồi. Còn xịn sò hơn nữa thì anh em sẽ có tướng kim. Mỗi quốc gia thì chỉ có khoảng 2 đến 3 tướng kim thôi. Các bạn sẽ xây dựng kết hợp đội hình. Nói chung là cái này để phải chơi sâu cơ thì các bạn sẽ hiểu cách kết hợp đội hình hơn.
Đấy, chúng ta sẽ có phần săn boss này, các bạn sẽ có boss cá nhân, boss tướng ma, boss VIP, boss thế giới. Ừ, khá là đầy đủ nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa mở ra hết ấy. Đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục là trải nghiệm thêm một chút đi. Anh vượt ải lên. Đấy, đừng quên là cường hóa trang bị này nọ nhá. Để tăng lực chiến. Sau này có bạn có phần tinh luyện này, rồi khảm ngọc để cường hóa trang bị. Đây, sau này có phần thành chính này nữa. Trong thành chính này sẽ có rất nhiều cái hay ho nữa. Nhưng mà mình cũng chưa mở khóa được. Rồi, chúng ta sẽ đi tăng cấp tướng, võ tướng. Trang bị nhanh. Hơi hơi xoay một tí nhỉ. Đấy. Đáng tiếc, khá đáng tiếc game này. Thật ra cái game này mình thấy là cũng khá là ok về mặt các cái tính năng. Lối chơi thì đơn giản thôi, và tính năng rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều, nhưng mà đáng tiếc là game chơi nó, việc trải nghiệm nó chưa thật sự là thật sự là tốt lắm, thật sự là như vậy. Tại mình hy vọng là trong thời gian sắp tới, anh em e-game sẽ sớm khắc phục cái tình trạng lag ở trong game. Đây, các bạn đăng nhập nhận quà này, đăng nhập ngày thứ 8 các bạn sẽ được đây, tướng kim này, lữ bố này, đây, đây tướng kim xịn xò nhất này. Tướng kim này thì các bạn sẽ chỉ nhận được qua hai cái hoạt động là tướng vàng và tỷ võ thôi. Đó, tỷ võ kiểu dạng tổ đội ấy. Đấy, đăng nhập tặng ngay tướng lữ bố luôn cơ mà. Chất chơi nhỉ. Thường là tướng kim nó rất là khó để nhận. Đấy, chúng ta có quan vũ này. À, quan vũ ngầu chưa? Nhưng mà hình tượng là nhân vật nữ. Ui, khỏe đấy. Quan vũ phẩm đỏ. Ui, đánh khó chưa? Đấy, nếu mà càng lên cao sẽ càng khó, thì buộc anh em sẽ phải đi nâng cấp đội hình. Cường hóa trang bị này nọ các thứ để cho nhân vật nó khỏe hơn. Và mình sẽ đi cường hóa trang bị đi. Trông yếu đuối quá. Hóa nhanh trang bị. Rồi. Nhận thưởng miễn phí này. À đây là nhận quà online. Đó, game cứ chơi như vậy thôi. Rồi mở khóa tính năng mới. Đây là kích hoạt danh hiệu. Cũng cộng thêm chỉ số. Nói chung là mình thấy con game này ổn nếu mà không lag. Hiện tại mình chơi vào buổi đêm ấy là nó đỡ. Thật sự ban ngày thì hơi lag, thì hy vọng là cũng phải nhắc lại là hy vọng nhà hàng e-game sẽ sớm khắc phục. Chứ còn mình thấy là game, nếu bạn nào mà thích kiểu dạng Tam Quốc rồi có một sự phá cách ở trong hình tượng nhân vật đi, tức là chúng ta thay vì những cái võ tướng cơ đầy cơ bắp thì ra là hình tượng nữ nhi, thì có thể anh em sẽ thích cái con game Đại Tỷ Ba Quy này. Đó. Và thật sự là game rất là nhiều tính năng nha, rất là nhiều hoạt động luôn. PvP có, săn bot có, phó bản hàng ngày có, rồi các cái tính năng như kiểu game chiến thuật, xây dựng nhà cửa có luôn, rất là nhiều. Đây, khiêu chiến, thí luyện, boss dã ngoại này, trang sức mạnh hóa, tìm lại này, hệ thống VIP tranh đoạt, thế giới, quét nhanh, trảm tướng, tọa kỵ, đấy, bát trận, treo thưởng, địa cung, thần thú, thức tỉnh, đấy, rất là nhiều tính năng luôn. Rất là nhiều, thật sự rất là nhiều tính năng để các bạn mạnh hóa nhân vật hay là tham gia. Đây, mình có phó bản hàng ngày này. Chúng ta có phó bản XP tướng này. Anh em thấy không? Tức là game rất đầy đủ các hoạt động như một con game MMORPG thẻ tướng thông thường. Nhưng mà cách chơi nó đơn giản hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Và quan trọng nhất là đây là một con game H5. Các bạn có thể chơi trên bằng app điện thoại, app Android, app iOS.
hay là chơi bằng trên trình duyệt ở trên PC, điện thoại đều được. Con game H5 nó có quá nhiều ưu điểm, quá nhiều lợi thế. Tuy nhiên là chỉ vì là thực sự nó chưa ổn định, thế nên là việc trải nghiệm của anh em game thủ là chưa tốt. Ok, như vậy là mình cũng giới thiệu cho anh em về cái con đại tỷ Ba Quy này của nhà anh E-Game. Game hiện tại đã ra mắt từ ngày 24 tháng 6. Tuy nhiên là nói thật với anh em là nếu các bạn trải nghiệm có vấn đề giật lag gì thì anh em cũng sẽ gặp đấy. Mình cũng phải nói thẳng như vậy. Nếu anh em tải về chơi có gặp hiện tượng là chơi mà nó cứ xoay xoay thì anh em một anh em chơi buổi đêm hay là đợi nhà anh E-Game họ khắc phục thì là ổn nhất. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào mà thấy video này thú vị đừng quên like, share, chia sẻ để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.